Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng số 2 trong phần trung cấp 3. Bao ngân bao cua Bạn hãy thử bảo là bạn hãy thử đòi đổi phòng xem. Thử bảo đổi phòng xem. Chúng ta sẽ xem mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi chúng ta xem mục tiêu bài học thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái đoạn hội thoại xem là hai người này đang nói về cái gì? Và vấn đề ở đây là gì? Chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này. 너 아까부터 왜 이렇게 다리를 떨어? 버릇이야. 어릴 때부터 그랬어. 엄마가 뭐라고 안 하셔? 난 다리 떨면 엄마한테 야단 맞아. 우리 엄마도 다리 좀 그만 떨라고 하시지. 그래도 잘안 고쳐지는 걸 어떡해. 중단해라. <목소리> 너 아까부터 왜 이렇게 다리를 떨어? 버릇이야. 어릴 때부터 그랬어. 엄마가 뭐라고 안 하셔? 난 다리 떨면 엄마한테 야단 맞아. 우리 엄마도 다리 좀 그만 떨라고 하시지. 그래도 잘안 고쳐지는 걸 어떡해. 네, <목소리> Cái này là cái thói quen xấu của tôi rồi Mẹ không nói gì à Nếu mà tôi mà rung chân thì mẹ tôi sẽ mắng Ừ mẹ tôi cũng mắng nhưng mà Tôi không sửa được Thì chúng ta Sẽ vào mục tiêu bài học ngày hôm nay Đó là Sức quan qua product Thói quen tốt và thói quen xấu Ngữ pháp và biểu hiện số 1 Chúng ta có động từ đi với Cha ma cha Tức là uh, vừa hoặc là ngay khi mà làm việc gì đó thì ngay lập tức chúng ta lại làm việc gì đó tiếp theo. Động từ đi với ư, rago hata, đây là cách nói gián tiếp khi yêu cầu người khác và người ta um, yêu cầu rằng. Tiếp theo số 1 đó là sức quan sonmyongagi tức là giải thích về cái thói quen của chúng ta. Ngữ pháp và biểu hiện số 2, động từ đi với nư là go. Để hoặc vì nên. Tukuna, onjena, otina, moshina, musun Ở đây là à, ai cũng, khi, lúc nào cũng hoặc là khi nào cũng. Otie, otina, đâu cũng, cái gì cũng khi uh, danh từ này gì loại danh từ này cũng tiếp theo maragi phần nói hai chúng ta có phun mieng agi tức là phê bình phun mieng agi tức biện minh tức cô maragi Miên chớp khoa liên theo tức kỳ chúng ta nghe một cái đoạn nghe một đoạn hội thoại liên quan đến phỏng vấn Tiếp theo, cương cang hăn sức quan quan liên theo thực kỳ. Chúng ta nghe một đoạn hội thoại liên quan đến thói quen tốt cho sức khỏe. qua sức quan e yaki haki. Chúng ta hãy thảo luận hoặc là nói chuyện về cái thói quen tốt và thói quen xấu. Phước Tiếp theo, ilgosugi, phần đọc và viết. Sukwane Tehan Chek Soke kỳ. Chúng ta đọc một cái đoạn giới thiệu về quyển sách về cái thói quen Sukwane Tehan kỳ. Chúng ta hãy viết về thói quen của chúng ta Khóa chê phần thực hành Komin Tukko Chon He Chuki Tức là chúng ta nghe những cái lo lắng của người khác và chúng ta cho người ta cái lời khuyên cái này chúng ta sẽ thực hành. Vun hoa san chết. Dạo qua văn hóa. Xúc quan qua. Xúc quan e. Quan hăn Việt Nam Yagi. Đây là cái câu chuyện ngày xưa. Câu chuyện cổ. Liên quan đến thói quen. Phát âm. Phát âm. Miếng niên mô rê. Yêu Ok, ok, ok. Thế các bạn. Miễn em bu đấy, ok. Đây là uh, cái ngữ điệu của câu mệnh lệnh của câu yêu cầu thì chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ vào phần uh, bài học ngày hôm nay. Chúng ta sang phần tiếp theo là phần từ vựng. Trong phần từ vựng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái uh, những cái từ vựng mà khi mà chúng ta ở trong những trạng thái mà chúng ta không kiểm soát được, ví dụ như là Uh, bồn chồn lo lắng thì chúng ta hay có những hành động gì hay là đêm ngủ chúng ta ngủ ngáy những cái đấy thì chúng ta sẽ là những thói quen xấu thì chúng ta cần phải sửa chữa thứ nhất là krimon pogo kachi chúng ta heboseo tức là chúng ta hãy nói theo cái mẫu câu ở bên dưới này sử dụng những từ vựng ở bên trên cho nên chalte khi mà tôi ngủ ấy 잠고대를 하는 버릇이 있어요. 버릇이 있어요. 되라 어참고대를 하다. 잠참고대를 네, 하다. 여러이 매상 매 nói. 그래요. v 야제 동생은 창피할 때엠도에 thì là k h 리를 긋는 Tsukwani Yitoyo à, Khi mà em tôi mà xấu hổ thì đã, đã Có cái thói quen là gãy đầu Đây Morinu Kulta Đây chúng ta sử dụng câu nói như vậy Và chúng ta sẽ xem phần trong này Từ vựng của chúng ta là gì Son topu kemulta Kemulta đây là cắn móng tay Son là móng tay Tarirul tân tả ta. Tarirul tolta đây là dung chân các bạn nhìn chân này khorul kolta khorul kolta đây là ngáy han suy ta là thở dài moil kolta gãi đầu chăm cô tê rứt hát à là, là mê sảng mê nói tay rứt cô ta tay rứt cô ta đây là ngồi vắt treo chân. Idel kalta. À, nghiến răng. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Subquanina purut temune. Darun saramike an mal turun choki isoyo. Liên quan đến cái thói quen tốt hoặc thói quen xấu của bạn thì là bạn đã nghe từ người khác những cái lời nói không tốt chưa? Pogiwa kachi Chúng ta lại nói theo mẫu của ví dụ bên dưới. Ví dụ theo mẫu. Oje rumetu hante. Punpyung ngun Hôm qua tôi đã nghe phê bình từ bạn cùng phòng. Về? Tại sao? Nega achime. 화장실을 너무 오래 서서 분평 한 분평 핫대요. 라 tại sao lại phê bình? Nên là buổi sáng tôi sử dụng nhà vệ sinh quá lâu cho nên bạn đã phê bình như vậy. Thì ở đây chúng ta có phê bình하다 hà là, là phê bình. Phê bình ta là nghe phê bình chán số lý lớn hát à tức là nói to chán số lý lớn tức là là nói nghe việc nói nói to đó giá ta nên chi đà hoặc là giá ta mặt tà đây là mắng Gia ta nên chi đà là mình mắng còn giá ta nên mặt tà đây là bị mắng chỗ nên hát à à đây là khuyên người khác. 저는 듣다 là nghe người khác khuyên mình. Đấy chúng ta sử dụng những từ vựng này và chúng ta sẽ đặt câu những tình huống cùng với bạn bè của mình. Số 3. 고치고 싶은 버릇에 같이 얘기해 보세요. các bạn hãy nói với bạn bè của mình về cái thói quen muốn sửa chữa.

sớm rất là khó nhưng tôi sẽ không từ bỏ đây đầu tiên là ba mươi bậc tà là quyết tâm person kuchita person kuchita đây là sửa chữa khuyết điểm xin cho đây là thực hiện việc thực hiện sức quan đến đây là bồi dưỡng thói quen 포기하다 từ bỏ thì chúng ta gì ạ? 포기하지 않는 거예요 để mà chúng ta từ bỏ một cái khuyết điểm xấu của một cái thói quen xấu thì chúng ta phải quyết tâm đó là bao mặc ta. tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 1 đó là động từ đi với chamacha đây là từ nối thì đây là có nghĩa là ngay lập tức động từ số 1 xảy ra thì động từ số 2 sẽ xảy ra tiếp theo ngay lập tức thì chúng ta giải thích cái phần ngữ pháp này chúng ta sẽ xem tại đây ngữ pháp 1 đó là động từ đi với cha cha. ngay sau khi ngay khi thực hiện động từ 1 thì thực hiện động từ 2 sử dụng sau khi hành động của mệnh đề trước kết thúc thì hành động mệnh đề sau ngay lập tức xảy ra. Cái này là số 1. Số 2 là biểu hiện cha ma cha không kết hợp với at earth hoặc kết tức là chỉ thực hiện trong tình huống hiện tại. Không kết hợp với quá khứ và tương lai. Chúng ta nghe phần hội thoại ở trong phần bài này. Trước tiên chúng ta tìm hiểu 요즘 피곤해 보여요. Dạo này nhìn bạn rất là mệt mỏi. 잠. 잠은 một 자. Mất ngủ phải không? Ừ. Roommate가 눕자마자 코를 Tức là vâng, ừ. à, bạn cùng phòng ấy, cứ mỗi khi nằm xuống cái là ngáy luôn cho nên là vì bạn cùng phòng 로눕다눕마리 <놀람> 요즘 피곤해 보여. 잠을 잘못 자? 응. 룸메이트가 눕자마자 코를 골아서 잠을 잘 수가 없어. <놀람> 요즘 피곤해 보여. 잠을 잘못 자? 응. Roommate got dup a m s 잠을 잘 suga up so. j t a sent him also. Visu khak. The t h ú a g o a m i l y t i a m Kna jamaja. k y a n g Tolakal coeo. Nice how he get up k i t t h ì t ô i s ẽ t a quick w 끝나 왔다리 끝나다 끝나자마자 내 친구는 항상 밥을 먹자마자 일은 떠가. 반토이. ngay sau khi luôn luôn là ngay sau khi ăn cơm thì đánh răng. 먹자마자. thì tiếp theo. 집에 가자마자 컴퓨터 게임을 해서 엄마한테 야단은 맞았어. Vì cứ mỗi khi về nhà thì chơi game ngay cho nên là mẹ đã mắng. Tôi đã bị mẹ mắng. Kata thì kachamacha. Đây là ngữ pháp số 1. Và chúng ta sang tiếp theo, ngữ pháp số 2 trong phần bài này. Ngữ pháp số 2 trong phần bài này đó là động từ đi với ừ Uriyoko Hata. Đây là một câu trúc nói gián tiếp. Ura-ku-hata, nói gián tiếp, đó là khi yêu cầu hoặc là uh, uh, chúng ta nhờ và một ai đó cái gì đó. Chúng ta sẽ xem phần giải thích cái ngữ pháp này. pháp số 2 Động từ với Ra cô Tức là hãy thực hiện hành động này Sử dụng khi truyền đạt yêu cầu Hoặc nhờ vả đến người khác Khi dùng câu mệnh lệnh A ơ chu Co Thay cho câu mệnh lệnh A ơ chu Bằng cách nói gián tiếp Trong trường hợp người nói và người được giúp đỡ Là một Thì sử dụng A ơ thần la cô hà Còn trường hợp sử dụng khác tức là hai chủ ngữ này, chủ ngữ và người được giúp đỡ và người nói khác nhau thì sử dụng a à, ừ, ra chura go Khi dùng ở dạng phủ định ta có biểu hiện là chi ma ra cô Động từ đi với chi ma ra cô Chúng ta xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm. Rumetsu temune himtun te Vì bạn cùng phòng mà thấy khó khăn thì phải làm như thế nào? Thì bạn đã làm như thế nào? Kyuksa chukyo hante bang eun bakkwo dalago hetsu. Khi mà bạn cùng phòng gây ra cho bạn những cái khó khăn

룸메이트 때문에 힘들 때 어떻게 했어? 기숙사 조교한테 방을 바꿔 달라고 했어. Ở đây c n c h u c h u r a g o t c h u r a g o tal la t a l o Thế đ nói l i yêu cầu c a n h u i o thì chúng ta nói lại cái yêu cầu của mình thì chủ ngữ và người và người được thụ hưởng tức là cái người được giúp đỡ thì là chính là bản thân mình cho nên sẽ dùng là thần là cô tiếp theo tung sen hân thê chân số hara cô chân số thì là chân số hara cô là tôi đã nói với em của tôi

톤은 빌려 달라고 했어요. bạn đã mượn, bạn đã nói là, bạn đã yêu cầu mượn tiền tôi. 선생님께서 나, 나나시에게 책은 보여주라고 하셨어요. thầy giáo đã bảo tôi là cho uh, bạn 나나시 uh, xem quyển sách. khi này nana si và cái người thụ hưởng người nói là tôi và người thụ hưởng là nana khác nhau thì chúng ta sử dụng là churago Đấy, chúng ta sẽ đã sang hai phần ngữ pháp của phần bài này ngữ pháp 1 chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần maraki il phần nói một ở phần nói một này chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nghe 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때방 친구와 생활 습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때방 친구와 생활습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. Pico hepoyo, Dunto, Palkeo. Bây giờ nhìn bạn rất là mệt mỏi, Dunto, Palkeo, mắt còn đỏ nữa. Nè, dấu chấm chấm ơn chấm một trà xô dạo này vì là không ngủ được nên như vậy. Về, han đi đi, bà này ó. Vậy à? Dạo này nhiều việc làm phải không ạ? Nhiều việc phải làm phải không? 이런 건 아니고요. 컴파이빈이 t 어제도 룸메트 때문에 한숨도 잠은 못 잤어요. 한숨은 한숨도 못 잤어요. h 과 m 위라 a n g vì là 방공 phòng nên một 루메트가 어떤데요? 방공 p h ò n g 어떻나

잠꼬대를 잠꼬대도 해요. và mê sáng mê nói suốt cả đêm mê nói ồn ào suốt cả đêm cứ gỡ chồng mà quy đốc kết nếu cái đó thực sự là không thoải mái thực sự là bị quấy dày cho tôi ký ức say sắt tệ. băng chinh cua sen hoan sức quan y thần la sờ mani à, tôi cũng lúc trước thì sống cùng với bạn nên vì là cái thói quen khác nhau nên rất là khó khăn vậy thì bạn làm đã làm như thế nào rồi khi lúc xa chỗ kêu hành thề và tôi đã nói với quản lý ký túc xá là đổi phòng cho tôi 춘량시도한번야기 해보세요. 춘령, cũng thử n i h u y xem. và b chúng ta sẽ nghe phần bài này. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때 방친구와 생활 습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔 달라고 했어요. 준량 씨도 한번 얘기해 보세요. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네. 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때 방친구와 생활습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄리 씨도 한번 얘기해 보세요. 대태양 중단, SSM 등곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네, 요즘 잠은 잠못 자서 그래요. 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 네. 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 룸메이트가 어떤데요? 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 그리고 눕자마자 코를 요 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때 방친구와 생활습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때 방친구와 생활습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 그래서 어떻게 했어요? 왜티 반다 낭이 thế nào? 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. <놀람> 아주 다닌 h ữ 요 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때방 친구와 생활 습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. 우리가 다시 한번 들어보겠습니다. 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요. 네, 요즘 잠을 잘못 자서 그래요. 왜요? 할 일이 많아요? 그런 건 아니고요. 어제도 룸메이트 때문에 한숨도 못 잤어요. 룸메이트가 어떤데요? 매일 새벽에 들어와요. 그리고 눕자마자 코를 골아요. 게다가 밤새도록 시끄럽게 잠꼬대도 해요. 그거 정말 괴롭겠네요. 저도 기숙사에 살때방 친구와 생활 습관이 달라서 많이 힘들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 기숙사 조교한테 방을 바꿔달라고 했어요. 줄량 씨도 한번 얘기해 보세요. Và chúng ta xem những tình huống bên dưới, chúng ta thay đổi những tình huống luyện tập này. Xe viết biết da. Khurul Thì chúng ta thay đổi bằng ờ purul kigo, kyogo, kyonokko chara. Tức là để điện và ngủ. Irun kalda, nghiến răng. Bạn này các bạn cùng phòng này có hai cái yếu tố khác đó là để điện ngủ và nghiến răng. Và hãy nói với bạn mình là thay đổi cái sức quan. Thay đổi cái thói quen. Tình huống số 3 đó là ưm cơn khứ kế. Thứ đơn Đó là bật nhạc to. Nghe nhạc to. Và mô muốn thuy chất cơ Đó là trở mình liên tục trở mình thì cái này chúng ta bạn này bạn ấy đề nghị là báo với uh, ký túc xá báo với quản lý ký túc xá và chuyển sang phòng ở một mình cho đấy là hai tình huống tiếp theo chúng ta có thể thay vào chúng ta luyện tập chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ sang phần luyện tập số 2 trong phần nói một này

đây là ví dụ nhé vì bạn cùng phòng của tôi nên rất là mệt vếu rumi ở otun teo tại sao đấy bạn cùng phòng thế nào chipo ochamaja computer rule mỗi lần về nhà hay là bật máy tính krigo pam kekagi sikirup ke ke muen heo và Đến tận đêm muộn, vẫn chơi game rất là ồn ào. Chồng mà quý đốc nèo, quý đốc kết nèo, roommate thư hắn thê, ba mê, ba mê nến, cho ông ý, hét thắn là cô, nhạc kỳ, bố vô thì Bạn hay nói với bạn cùng phòng của mình là về đêm hãy uh, yên lặng cho và những tình khác tình huống khác đó là nay nạp phân sư quán hoặc là ai đó nạp phân sư quán chip ô cha ma kim đấy là thói quen xấu bà hà chị mãi cô nè bùn gần nên lấy đồ của tôi dùng mà không uh, nói gì cả bà ngân chân hẳn chương do hai chỉ nên không dọn vệ sinh phòng đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy bạn mình và chúng ta có thể nói với người khác và đưa ra nếu mà chúng ta nói trực tiếp đấy là phê bình đúng không ạ chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo đó là ngữ pháp 2 tính động từ đi với nudago đây là vì và chúng ta sẽ xem phần giải thích ngữ pháp này động từ đi với nư ra cô đó là vì nên vì động từ này nên vì mãi làm cái động từ này nên sử dụng khi đưa ra lý do hoặc nguyên nhân về việc không thể làm được hoặc kết quả nào đó không được tốt chủ ngữ của mệnh đề trước và mệnh đề sau phải giống nhau làm hành động nào đó nhưng hợp nhất với hành động được yêu cầu vào thời gian cố định Nurago không kết hợp với át và kết đó là không sử dụng trong tình huống tương lai và quá khứ ở mệnh đề sau trường hợp sử dụng với tính từ chủ yếu kết hợp với các từ như paputa himtunta chống tà, tức là bận mà mệt mỏi hoặc khó khăn hoặc là uh, không suy nghĩ được tiếp theo nurago có thể sử dụng ở dạng nura trong văn nói. anh chúng ta chú ý như vậy. Thì ở đây chúng ta có order chom pico hay boy Hôm nay nhìn bạn hơi mệt. Oje pame đêm hôm qua. Súc chê han nư nè chám ơn một chá sơ đều. Vì hôm qua làm bài tập muộn nên hôm nay làm muộn, làm bài tập, không ngủ, cho nên là hôm nay như vậy. Chưng Soren Hanu Rago, chưng Simon sồi Mercio. Vì dọn vệ sinh nên tôi không thể, tôi không ăn cơm được. Tôi không ăn cơm được. Tức là vì dọn vệ sinh nên thời gian kéo dài nên ăn cơm cũng không được. Yêu chưng Kiên Hồn chuẩn bị Hanu dạo này vì cái chuẩn bị lễ kết hôn nên rất là bận phải không ạ ở trên pa x như rago cảm ơn một chất vì hôm qua đọc đêm hôm qua đọc sách cả đêm nên không ngủ được thì ở đây chúng ta chủ yếu là nói nghĩa này là nghĩa của cấu trúc này đó là vì nhưng mà đằng sau kết quả của nó là bằng chiều hướng những kết quả hoặc là những cái uh, hệ quả không được tốt. Tiếp theo chúng ta luyện tập ở đây, chúng ta có những luyện tập sau. Poiwakachi yegi hebozeo. Đây, ví dụ đây. Oje chanjatsuyo. Hôm qua ngủ ngon không? Oje chanjatsuyo. Thì bạn này vì hôm qua xem phim nên một chất Nước 영화 보느라고 못 yêu hoa Bột Tiếp theo Sức xa hát Ăn cơm chưa Hôm nay có thời gian không 어제 왜안 받았어요? Hôm qua tại sao không nghe điện thoại Không nhận điện thoại Dù 어떻게 ở thức Dạo này sống thế nào ở hôm qua đã đi đến sinh nhật không himdreo mệt mốt bogusoyo chưa ăn không ăn được mốt kassoyo không đi được mốt chassoyo không ngủ được papayo bận mốt patasoyo không nhận được tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp số hai đó là 누구나 언제나 어디나 무엇이나 무엇은 에나 Chúng ta sẽ xem phần giải thích ngữ pháp này. Ngữ pháp số 2 phần 2. 누구나 언제나 무엇이나 무엇은 에나 Ai cũng lúc nào cũng cái gì cũng n nào cũng sử dụng khi thể hiện tất cả đều là đều như vậy và không có ngoại lệ. Kết hợp với danh từ nghi vấn hoặc đại từ, sử dụng với hago, eso, eke. Như thế này chúng ta sẽ nghe phần ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này. Steven은 좀 늦을 거라고 했어요. 스티븐은 약속할 때마다 언제나 늦게 오네요. 스티븐 좀 늦을 거라고 했어요. 그래요. 어, 스티븐이 세된 못한. 스티븐은 약속할 때마다 스티븐 약속할 때마다 스티븐은막 h ẹ n mỗi khi hẹn ấy, 언제나 늦게 오네요. Steven khi nào mà hẹn là lại đến muộn. Mỗi khi hẹn ấy thì lúc nào cũng đến muộn. 한국 사람은 김치를 좋아하는 것 같아요. Đây là cái câu nói thì có thể nói là 한국 사람은 누구나 김치를 좋아하는 것 같아요. Bất kỳ ai. 아그말 말라 아이 꿈 트김치 트 준퇴근 시간에는 길이 막혀요. 또봐 그럼 어이 봐 그럼 준퇴근. 근 준퇴근 시간에는 어디나 길은 막혀요. 스티븐 씨는 운동은 잘해요. 스티븐 씨는 무슨 운동이나 잘해요. 무슨 운동이나 잘해요. p 2 t r o n 누구나 언제나 어디나 무엇나 무슨 이 이나. 우리 ú n g a xem một s 우리 반 학생 중에서 맞아 보고 같이 얘기해 보세요. 아, những người bạn trong lớp mình thì chọn đúng, chọn câu đúng và hãy nói. Đầu tiên là 우리 반 학생 중에서 언제나 학교의 인지 오는 사람은 누구일까요? Ở trong lớp mình, cái người mà lúc nào cũng đến sớm, đến trường sớm nhất. Đến trường sớm là ai? Đây ạ, trong lớp mình, 어디나 혼자 잘 가는 사람은 누구일까요? 혼자 잘 가는 사람. Ở thì là hôn cho kênh người cái người mà đi nhiều nơi một mình, 무슨 하는 사람, người làm gì cũng chăm chỉ, 무슨 운동이나 잘하는 사람, cái môn thể thao nào cũng giỏi, cô Nayakiran chana salam. Cái người nào mà nói chuyện với tôi, cái người nào mà nói chuyện với Haha uh, cô người nào, mà người nào mà nói chuyện giỏi với thì mọi người. 어느 나라 음식이라 thà chả mộc nên sao làm những người mà ăn được tất cả những món ăn của các những nước khác thì chúng ta chọn tên là ai đó vào đây ví dụ như là Uriban học sinh trung ấy, 언제나 학교에 인직 오는 사람은 누구일까요? Mariko씨예요. Mariko씨가 언제나 제일 먼저 Huckleberry White. Người nào là người đến sớm, thường hay thường xuyên đến sớm nhất thì là Mariko là, là Mariko. Mariko gì cả? 언제, 언제나 Jane 먼저 Huckleberry White. Khi nào cũng đến trường sớm nhất. Đấy là phần ngữ pháp số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần nói 2 trong phần bài số bài số 2 này. Trong phần nói 2, chúng ta sẽ nghe nội dung của bài này trước xong chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu trong phần bài này. 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해. 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 나는 여기 오느라고 개강파트에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 정말 미안해. 대신 내가 맛있는 저녁 사줄 테니까 그만 화 풀어. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해. 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 정말 미안해. 대신 내가 맛있는 저녁 사줄 테니까 그만 화 풀어. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 미안해. <목소리도> 네 스티븐 미안해 내가 너무 늦었지? 슬로이 또 리모 람페콩 미안해 내가 너무 늦었지? 미안해 내가 너무 늦었지? 지금이 몇, 시, 몇 시니? 몇 시니? bây 시 i 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 한, 시간은 한 시간이나 이나시 늦게 오면. nếu m 시 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 저늦지요 나도 어전수 없었어요. 나 어전수 없었어. t 택시를 탔는데 길이 너무 막혀요. 너무 막혀. 막혀서

길이 너무 막혔어 그리고 여기에서 이 3가지를 다시 들을거에요 이 3가지 미안해 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 1시간이나 늦게 오면 어떡해 나도 어쩔 수가 없었어 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어 thế này tiếp này tiếp theo bạn này du chin nói ạ quê taxi luôn thật sớ quê taxi luôn thật sớ tại sao lại đi bằng taxi chun thuê cân si gan chun thuê cân si gan e thuê cân si gan e ôn chê na kỳ lần bất kỳ khi nào vào cái lúc thời gian tan tầm đường cũng đông cái việc đó 마이크 라왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어. 중답 당해 라이트 나오 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 신은 언제, 신은 어제 숙제를 하느라고 Một cháu giờ đã chết khám bác, chăm mươi thớt Thực tế là hôm qua đã làm bài tập muộn. Vì làm bài tập muộn nên không ngủ. Hôm nay thì tự nhiên ngủ quên mất. Thế chứ đơn thảm nhân, Bắt đi uống suốt y sưu cơ, Rà gô, Xem gác hên Vì hôm qua làm bài tập muộn nên hôm nay, là bài tập muộn không ngủ nên hôm nay đã tự nhiên là buồn ngủ tự tự nhiên là đã ngủ Ở trong giây lát đã ngủ quên mất buổi sáng này đã ngủ quên mất taxi tham nhân pali onsu isulco ragu 생각했는데 그리고 택시를 타러 왔어요. 택시를 타려면 빨리 오겠다고 생각했어요. 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 라이라 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 택시가 많지 않네. 나는 여기 오느라고 생각... 아... 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이런 수가 있어? 나도 à, cũng chỉ vì đến đây mà đã không đến được cái uh, buổi tiệc khai giảng. Làm sao lại có thể xảy ra như thế này được? Như thế nào mà có thể xảy ra như thế này được? 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? Chúng ta lại nghe lại từ đầu để chúng ta hiểu được nội dung của câu chuyện 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해? 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 정말 미안해, 스티븐. 정말 미안해. 더스진 러이. 다 대신 대신 타이줘 v i ệ 내가 맛있는 저녁 테니까. 그만 화풀어. <목소리> 사줄 테니까 그만 화 풀어. 대접이에요. 이거, 이, 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 정말 미안해. 대신 내가 맛있는 저녁 사줄 테니까 그만 화 풀어. 늦은 때마다 미안하다고만 하지 말고 khi m ỗ i k i m mỗi i n n t h 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 해, 탈도이 케이 thói관이 이. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해. 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 정말 미안해. 대신 내가 맛있는 저녁 사줄 테니까 그만 화풀어. 늦을 때마다 미안하다고만 하지 말고 늦게 오는 버릇 좀 고쳐. bây giờ chúng ta vừa nhìn vào phần 피곤해 보이네요. 눈도 빨개요 네. 미안해. 내가 너무 늦었지? 지금이 몇 시니? 한 시간이나 늦게 오면 어떡해. 나도 어쩔 수가 없었어. 택시를 탔는데 길이 너무 막혔어. 왜 택시를 탔어? 퇴근 시간엔 언제나 길 막히는 거 몰랐어? 실은 어제 숙제하느라고 못 자서 낮에 깜빡 잠이 들었어. 택시를 타면 빨리 올수 있을 거라고 생각했는데. 나는 여기 오느라고 개강 파티에도 못 갔는데 어떻게 이럴 수가 있어? 정말 미안해. 대신 내가 맛있는 저녁 사줄 테니까 그만 화풀어. Hãy đừng Chúng ta xem những tình huống tiếp theo. Tình huống tiếp theo đó là Sa-chung-yi-ta Lý do bạn này đến muộn đó là có việc riêng. 언제나, je na o Thay, thay cho thay bằng ở tỉ nạ đấy Thời gian này ở tỉ khi đến mặt khi đến gần Mùa lạ sơ Súc chế ta? Bạn này bạn lý do là bạn ấy làm bài tập Súc chế hả ta? Súc chế hả ra cô? Thì bây giờ bạn này bạn chúc cô kiếm cái phụ nữ ra cô Buổi tối xem bóng đá Không ngủ, cho nên là buổi sáng Ờ, buồn ngủ và đã ngủ quên mất. Thì bạn này là Injik Onel Subwanen Kiruda. Bạn này là Nutke Onen Purut. Còn này Injik Onen quan Kiruda. Nghĩa giống nhau đấy. Một bạn thì hãy sửa bỏ cái thói quen đi muộn đi. Một bạn thì hãy uh, duy trì cái Hãy uh, củng cố, hãy uh, bồi dưỡng cái thói quen đi sớm đi. Tiếp theo thì con số 3 là ơn su eop, à hanen su ập, ta. tức là không làm được. Và bạn này bạn luôn 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 một trà. Luôn luôn kill mặc kiêu tiếp theo panpio chuẩn bị không phải xúc chia cô nữa mà hanurago mà là panpio chuẩn bị hanurago chỉ các hành nhân đây là hãy sửa chữa cái uh, sửa chữa cái khuyết điểm là hay đi muộn Cũng giống nhau ba cái dưới này nghĩa là giống nhau thôi nhưng cách nói chúng ta sẽ sử dụng là khác nhau Chúng ta sang phần luyện tập tiếp theo đó là phần luyện tập 2. Chúng ta có những cái tình huống ở trong này. Đầu tiên là tình huống là Yung hoa bùn tê Ấn chê na cha Cứ đi khi nào đi xem phim là cái người bạn gái luôn luôn là ngủ Chân xô hăn tê Chân Khi mà dọn vệ sinh Thì Ấn chê na rùm mang gần thì cứ khi nào dọn vệ sinh cái là bạn cùng phòng là không bao giờ là có nhà cả tức là luôn luôn là đi vắng. Huy cứ mỗi khi mà họp thì minsu chỉ các chỉ các hết chỉ các cứ mỗi khi họp thì bạn minsu bạn lại đi muộn. Chơn hoa rul halte ta. chơn hoa cứ mỗi khi mà gọi điện thoại thì nam cha chung cô gái chờ nó rất ảm bật nên ta thì cái người bạn trai không nhận điện thoại thì bạn này bạn hãy suy nghĩ những cái khác đấy là phần luyện tập uh, số 2 trong phần uh, nói hai này các bạn hãy nói học thuộc đoạn hội thoại để chúng ta áp dụng vào tình huống thực tế và đây có một số cái tình huống bên dưới nữa các bạn hãy tập thực hành để chúng ta nói tốt hơn

Trường ha Điều cô anh bà này muốn chọn cái khoa thứ hai giới cho nên kinh trang hàm nhân ở tân hành động ứng hàm nếu mà khi nào mà bạn nữ này bạn ấy xấu hổ kinh trang tươi ta thì ngại ngùng xấu hổ ngại ngùng thì bạn làm hành động gì ta đi rất tôn tà xôn thô vươn kẻ môn tà vô đi chín tà 첫번째는, 그녀가 부끄러워할 때, 그녀는 발을 숙여, 손을 펴요, 아니면 머리 숙여요. 여러분이 들으실거에요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 요즘 왜 그렇게 바빠? 응, 음, 면접 보러 다니느라고. 내일도 면접이 있는데 걱정이야. 잘 됐으면 좋겠다. 참, 오늘 아침 신문 읽었어? 면접 볼때 조심해야 하는 행동에 대한 기사가 났던데. 그래? 뭘 조심하래? 사람들은 긴장을 하거나 불안해지면 자기도 모르게 이상한 행동을 한대. 의자에 앉자마자 다리를 떨고 머리나 귀도 만지고. 그런데 면접 볼때 이런 행동을 하면 좋은 점수 받기가 어렵대. 어떡하지? 난 긴장하면 다리 떠는데. 그럼 안 된대. 그러면 자신 없어 보인대. 알았어. 조심할게. 그녀는 직업 준비하고 있습니다. 그녀는 직업을 준비하고 있습니다. 그녀의 특징은 자리를 던다. 들으세요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 요즘 왜 그렇게 바빠? 음, 면접 보러 다니느라고. 내일도 면접이 있는데 걱정이야. 잘 됐으면 좋겠다. 참, 오늘 아침 신문 읽었어? 면접 볼때 조심해야 하는 행동에 대한 기사가 났던데. 그래? 뭘 조심하래? 사람들은 긴장을 하거나 불안해지면 자기도 모르게 이상한 행동을 한대. 의자에 앉자마자 다리를 떨고 머리나 귀도 만지고. 그런데 면접 볼때 이런 행동을 하면 좋은 점수 받기가 어렵대. 어떡하지? 난 긴장하면 다리 떠는데. 그럼 안 된대. 그러면 자신 없어 보인대. 알았어, 조심할게. <목소리도> 결국은 알았어, 조심할게. 또새 주의, 또새 간단. chúng ta sang phần số kỳ. Đức cô chimthậ hoa anh nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi số 1 chưa biết xe Miss gì bây giờ là mấy giờ 8: giờ 30 này 9 giờ này 9: giờ 30 này thì chúng ta sẽ nghe cho kỹ bây giờ là mấy giờ số 2 25 chak với traiê hóa nên cái người con trai này Nổi giận với người con gái, lý do là gì? 여자가 서류를 집에 놓고 왔다. Cái người con gái này thì là để hồ sơ ở nhà và đến. Đến nhưng mà đã để hồ sơ ở nhà mất rồi. 여자가 회 내용은 회 내용은 부른다. À bạn nữ này cái việc mà họp bạn ấy quên mất quên mất nội dung họp. Số 3. ba Chà chú hẳn đà cái người con gái này thì liên tục là đến trễ. Chúng ta sẽ nghe. Chào 듣고 질문에 với 저, 늦어서 죄송합니다. 지금이 몇 시입니까? 9시가 훨씬 넘었는데 이제 오면 어떡합니까? 죄송합니다. 다음부터는 늦지 않겠습니다. 오늘은 또왜 늦었어요? 이번에는 지각하지 않으려고 일찍 나왔는데 서류를 집에 놓고 나와서 다시 갔다 오느라고 늦었습니다. 경숙 씨는 지각하는 게 습관이 된것 같아요. 이렇게 자주 늦으면 정말 곤란해요. 정말 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. 회의는 끝났으니까 회의 내용은 미나 씨한테 알려 달라고 하세요. 네, 알겠습니다. 정당해라. 잘 듣고 질문에 답하세요. 저 늦어서 죄송합니다. 지금이 몇 시입니까? 9시가 훨씬 넘었는데 이제 오면 어떡합니까? 죄송합니다. 다음부터는 늦지 않겠습니다. 오늘은 또왜 늦었어요? 이번에는 지각하지 않으려고 일찍 나왔는데 서류를 집에 놓고 나와서 다시 갔다 오느라고 늦었습니다. 경숙 씨는 지각하는 게 습관이 된것 같아요. 이렇게 자주 늦으면 정말 곤란해요. 정말 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. 회의는 끝났으니까 회의 내용은 미나 씨한테 알려 달라고 하세요. 네, 알겠습니다. 도태9시가 ờ rồi. và buổi 습니다 đã k 9시 3과 여자가 지각은 자주 한다. phần Maraki trong bài này chúng ta hãy đọc cái bảng sau tham mê thề sợ thề chinh quá hăm kê chúng ta hãy nói chuyện về với các bạn của mình về những chủ đề này số 1 là Yorobun narai sơ án chút ta thì là có cái suy nghĩ không tốt, có cái thói quen mà nghĩ là không tốt là gì? Cha 버릇 때문에 문제가 생긴 적이 있습니까? Vì cái thói quen xấu của các bạn mà đã từng xảy ra những cái vấn đề gì chưa? 약속 ta 언제나 늦는 친구의 버릇은 고치는 수 있는 좋은 방법은 이야기해 주세요. Khi mà cái người mà liên tục có cái thói quen là đi muộn những cái buổi hẹn thì các bạn có cái phương pháp tốt nào thì hãy nói cho 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 nhau

biết những cái thói quen thú vị gì của mọi người, biết cái thói quen thú vị gì của mọi người không? thì cái này chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với bạn của mình. Tiếp theo chúng ta sang phần ilkosuki. ở trong phần này chúng ta xem phần chuẩn bị, thả ơn, múa sinh tư sinh san cho đến까지 간다. Những cái thói quen xấu, những cái thói quen của lúc 3 tuổi sẽ theo đến lúc trưởng thành. Tiếp theo chúng ta có một đoạn văn. Đó là 이기. 다음은 그런 있고 질문에 답하세요. Chúng ta đọc và chúng ta trả lời câu hỏi. Ở đây chúng ta có đoạn văn đó là xin phê hanen saram tre tức là năm thói quen của người thất bại. Saram tren duguna sanggong haki ren paranda đó là mọi người thì ai cũng muốn, ai cũng mong muốn mình thành công. tiền, e, quyền lực, danh vọng, những điều muốn thành công dù khác nhau nhưng cách để thành công, tâm muốn biết thì giống nhau. Tiền, quyền lực hoặc là danh tiếng. Ai cũng muốn thành công và lý do thì rất là khác nhau nhưng mà uh, tất cả cái phương pháp chúng ta cũng chỉ có một thôi. ạ. 그래서 성공은 công, 대한 công 책들은 항상 an, 많다. từ, 많다. Vì như vậy nên những cuốn sách về thành công Cái cuốn sách về thành công, những cuốn sách mà viết về thành công thì luôn luôn là rất là nổi tiếng. 실패하는 사람들의 다섯 가지 습관이라는 책이 나왔다. 그 ầ n đây nhất thì có một quyển sách, đó là 5 thói quen của người thất bại. 이 책에서 말하는 실패하는 사람들의 습관은 다음과 같다. 어, 권 sách này nói về những cái thói quen thất bại của mọi người những cái dưới đây Yak sok te mata nân ta Số 1 là cứ mỗi khi hẹn lại đến muộn Số 2 언제나 말한다 Lúc nào cũng nói lúc nào cũng nói là không thể làm được. số ba, bà haketago hago Haggo, Xin chân ha chị ăn lúc nào cũng nói là tôi sẽ làm được nhưng mà thực tế thì không làm. 오늘 해야 할 일, 할 일을 언제나 내인으로 Mirunda. Tức là việc làm của hôm nay thì lúc nào cũng để ngày mai. Số 5. Orobko Haki Shinen Iren 무엇이나 Ta Tadun Những cái việc khó hoặc là những việc không muốn làm, những việc không thích làm thì bất kỳ cái gì tất cả cũng bảo cũng à, bảo người khác làm. Vì mà nội dung은 반대로 바꾸면 성공은 성공하는 습관이 된 것이다. Những cái nội dung những cái nội dung phía trên chỉ cần thay đổi ngược lại là thành thói quen của những người thành công. D 예를 약속에 늦지 알고 언제나 있다고 자신 있게 ví dụ như lúc nào cũng không đến muộn và lúc nào cũng có thể làm được một cách à, có thể nói một cách tự nhiên một cách tự tin là làm được và lúc nào cũng đến muộn đến uh, hẹn đúng y chakto quốc, gục sân công hắn saram tư re sức quan alia cái quyển sách này cũng uh, là cái kết quả của những uh, cái người thành công và cho mọi người biết corona

việc mà biết được cái lý do của sự thất bại của bản thân mình thì quan trọng hơn. Nguyên tại sao lại như vậy? Cứ yêu rất ăn miền những lý do những những lý do đó mà chúng ta biết được. Cốt cho so để chúng ta thay đổi. Sân công hoàn nhân sự quan sân công hoàn nhân sự quan là cái thói quen thành công. là Kirun su ít là vì có thể là nuôi dưỡng được những cái thói quen thành công khi mà chúng ta biết được cái lý do gây ra thất bại thì cái việc chọn ở bên dưới chúng ta chọn điền vào cái ô trống này chúng ta sẽ chọn là kirun kiruda kirun su ít kitemunita Và chúng ta chọn cái không đúng trong phần này chọn cái không đúng cứ cứ ba nhi ở trong đoạn văn này cái nội dung mà đã nói an ninh cái không phải là cái vô ở đây chúng ta có chọn cái nội dung không đúng với nội dung của đoạn văn số 1 là hăng xăng ra xinậ tago Shinpei haki Cái này là à, Nếu mà nói không tự tin Thì chúng ta dễ bị thất bại Tiếp theo Saram trần mô tu thôn Tè mô nê Hang sang đà Tất cả thành công chỉ vì tiền Thì chúng ta chọn cái số 2 Và cái số 3 này shou 바라는 습, 실패하는 습관은 성공하는 습관으로 바꿔서 바꿔서 보세요. 약속 시간은 늦지 않는다. Không thời gian h 언제나 한수 있다라고 자신 있게 말한다. 아, chúng ta 놀 ó t ự tin là tôi làm được. Là chúng ta Ví dụ như câu số 3 thì chúng ta có thể thay đổi là Maloman haketago hachi ango chin chon handa. Tức là chúng ta không nói không mà chúng ta phải làm thực sự. nên miru chi anenda. Việc làm hôm nay không để ngày mai. Oropko haki cá những cái việc khó hoặc những việc mà không muốn làm thì bản thân chúng ta phải tự làm đấy là những cái mà chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta có được thói quen thành công tiếp theo chúng ta có phần sugi ở đây chúng ta có hago những việc muốn làm chúng ta ghi vào đây ha you là những việc muốn làm đó thì lý do là gì tiếp theo chúng ta có cốt cho sức quan chúng ta có cái thói quen gì chúng ta cần phải sửa chữa ở đây và killer ya hal sức quan và chúng ta có những cái thói quen gì chúng ta cần phải phát triển chúng ta cần phải nuôi dưỡng chúng ta cần phải uh, phát triển ở bên này và chúng ta khi viết chúng ta hãy viết theo cái mẫu đó là nega sipun 세 가지 quản là chúng ta bản thân tôi cần phải nuôi dưỡng ba thói quen thì chúng ta viết vào đây dựa vào cái bên trên này chúng ta sang phần tiếp. chúng ta sang phần môn hoa san chết phần văn hóa chuẩn bị 나라의 옛날 yakiye 나온 나오는 동물에 대해 얘기해 Các bạn hãy nói về những cái câu chuyện à về những con động vật mà xuất hiện trong những câu chuyện ngày xưa của đất nước các bạn. Ví dụ như là sô, so, con bò, yang, con kiều, horangi là con hổ, mal, là con ngựa. Ở đây chúng ta sẽ đọc một câu chuyện của Hàn Quốc. Chúng ta hãy xem phần Arabuki. Arabuki Suga tuyên Kerem Pengi là một câu hỏi Việt Nam của Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu chuyện uh, ngày xưa, câu chuyện cổ của Hàn Quốc uh, là 아, 그 n g ư ờ 자, l ư ờ 아주 게으른 아이가 살았는데 이 아이는 밥은 먹자마자 누워 자는 바른 나쁜 버릇은 버릇이 있이다 Ngày a có m 그 어머니가 밥을 먹자마자 자면 소가 된다고 언제나 말했지만 아이는 버릇은 고치지 않았다. Tuy rằng là mẹ đã nói. Mẹ khi nào cũng nói là à, nếu mà ăn à, cơm xong mà nằm ngủ thì sẽ trở thành bò. Nhưng mà cái thói quen không à, thói quen đó thì em bé này đã không thay đổi. 하루는 아이가 일어난 일어나 보니 소가 is và một ngày nào đó một ngày em bé nó thức dậy và thấy mình đã trở thành con bò soka Tuyên ai cái con bò mà em em bé trở thành suy chẳng cô 일을 하느라고 너무 힘들었다. 어, cái con bò mà em bé trở thành thì là làm việc liên tục không nghỉ và vì làm việc nhiều không nghỉ nên rất là vật rất là mệt mỏi. 너무 힘들어서 죽으려 죽으려고 마음은 먹 d ai in 잠에서 he vì quá là mệt mỏi nên uh, đã quyết định là đã có ý định là chết đi muốn chết đi và khi mà khi đó thì khi mà muốn chết đi thì là ai nên chaơ là đã tỉnh dậy cứ hu sau đó, Iron Person cột cho so. Sau đó là em bé đã thay đổi thói quen, Pujiransarami tuyệt tả và đã trở thành một người siêng năng. Đây là cái câu chuyện về uh, kẻ lười biếng trở thành con bò. Thì ngoài ra chúng ta có những câu chuyện khác các bạn hãy thử xem những câu chuyện liên quan đến những cái thói quen như này không đầu tiên là câu chuyện là cậu bé chăn kiều. câu chuyện thứ hai là kiến và ve sầu thứ ba là cậu bé người gỗ pinocchio thì những câu chuyện này đều có những cái thói quen xấu nói dối thì giải mũi này không chăm chỉ thì mùa đông sẽ không có đồ ăn này thói quen nói dối là có sói đến lúc có sói không ai đến giúp này thì những cái này thì là những cái thói quen không được tốt cần phải sửa chữa chúng ta xem tiếp phần phát âm đầu tiên chúng ta có quy tắc qc quy, quy tắc trong phần này đó là khi nói câu mệnh lệnh thì chúng ta nói cao giọng và cuối cùng thì phát âm ngắn còn đối với phần số 2 đó là câu so với câu mệnh lệnh ấy, thì câu nhờ vả ý nghĩa nhờ vả thì chúng ta ở phần cuối thì chúng ta hơi nói hơi căng và chúng ta sẽ nói kéo dài và chúng ta sẽ nghe trong phần này 들어보세요. 1 시간 좀잘 지켜. 2좀 천천히 이야기해 주세요. 들어보세요. 1 시간 좀잘 지켜. 2 좀 천천히 이야기해 주세요. Đối với hai giọng đọc này chúng ta cảm giác khác nhau đúng không ạ? Một cái dưới cái trên là ngắn. Cao và ngắn, kết thúc câu là cái ngữ điệu cao và ngắn, bên dưới là hơi cao nhưng kéo dài, thể hiện cái sự thân thiện. Đấy khi mình nhờ vả. Đấy là quy tắc và chúng ta luyện tập thêm ở phần bên dưới này. 억양에 주의하면서 대화해보세요. 1. 방좀 깨끗이 정리해. 알았어. 너도 잔소리 좀 그만해. 2. 선생님, 다시 한번 설명해주세요. 좋아요. 잘 들으세요. 3. 아저씨, 좀 깎아주세요. 네? 그럼 2만원만 내세요. 주의, 음. 주의, 억양에 주의하면서 대화해보세요. 1. 방좀 깨끗이 정리해. 알았어. 너도 잔소리 좀 그만해. 2. 선생님, 다시 한번 설명해주세요. 좋아요. 잘 들으세요. 3. 아저씨, các các chia sẻết Chromeo và bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ở bài ngày hôm nay chúng ta chú ý về hôm nay cái việc của chúng ta đó là cái việc mà khi chúng ta uh, ngay phần từ vượng ấy, chúng ta có những cái xấu hổ hoặc là những cái lúc căng thẳng thì chúng ta có những cái thói quen không được tốt và chúng ta cần sửa chữa và ở trong bài chúng ta cũng học về những cái thói quen tốt thói quen xấu phê bình hay là mắng hay là khiển trách hay là cho lời khuyên mục đích chúng ta để thay đổi cái thói quen để có sức khoan tốt thói quen tốt về sức khỏe hay là của hay là thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta nên trau dồi cái phần kỹ năng và chúng ta đã được uh, tìm hiểu về cái tóm tắt của một quyển sách đó là xin pahen, sin vahen, saram, thasut kaji, quan Đó là cái quyển sách về năm thói quen của người thất bại. Từ đây chúng ta cũng thể thấy là đánh giá với bản thân mình, mình đã, mình có những thói quen thất bại đó không? Nếu có, thì chúng ta sửa chữa và chúng ta từ đó chúng ta sẽ sửa chữa thành những thói quen tốt và chúng ta sẽ thành công sau này. Sugo Hatasmita.